Menu TV hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Menu TV sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2022 để giúp cho quý vị và các bạn đốn lành, lánh dữ, có được một tuần nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may tới với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuần mới từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Người tuổi Tý có thể sẽ gặp phải một vài rắc rối nhỏ vào ngày đầu tuần do có kiếp tài và tỷ kiên ảnh hưởng. Thời điểm này, bản mệnh cần tránh nóng tính, chủ động mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Nếu có thể giải quyết tốt những khúc mắc trên thì thời điểm từ đó đến cuối tuần chính là lúc bạn gây ấn tượng tốt đẹp, khẳng định vị thế của bản thân. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tình hình tài chính của bản mệnh trong tuần này không có nhiều biến động. Thời điểm cuối tuần, do có chính tài chiếu mệnh, bạn có thể được hưởng một phần thưởng xứng đáng với công sức lao động của mình. Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ có ý nghĩa khuyến khích chứ không quá lớn. Tiểu Hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù có dư giả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Chuyện tình cảm của bản mệnh khá ảm đạm vào thời điểm này. Đôi bên thường xuyên vướng vào những mâu thuẫn, xích mích không đáng có, dù có làm hòa thì nhiều vấn đề khác lại tiếp tục nảy sinh. Đôi bên đều cần hết sức bình tĩnh, tránh có lời nói hoặc hành động tổn thương nửa kia. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, dễ vướng phải tranh cãi với đồng nghiệp vào thời điểm đầu tuần. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, vượt qua khó khăn, trắc trở để thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, nếu cố gắng sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ, vợ chồng dễ mâu thuẫn, bất đồng vì quan điểm trái chiều. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc, chú ý lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương nửa kia. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tuần này có hung cát đan xen. Đầu tuần, bạn có thể nhận được sự tin tưởng hoặc đánh giá cao của cấp trên, song sau đó, bạn có thể vì những lời nói, hành động không thích hợp của mình khiến mọi người có những ấn tượng xấu. Thương quan và kiếp tài cảnh báo bạn cần phải cẩn thận trong mọi việc. Bên cạnh việc tự kiểm điểm, bạn cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến công việc gặp nhiều rắc rối. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Tuy nhiên, tuần này, những người làm ăn, kinh doanh hoặc hành nghề tự do có thể kiếm được một khoản tiền công hoặc lợi nhuận kha khá. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư hoặc khách hàng có tiềm năng. May mắn hơn, thiên tài cho thấy bạn còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may. Tình cảm của tuổi Sửu lên xuống khá thất thường, có những điều đôi bên tưởng chừng đã hiểu nhau nhưng hóa ra không phải vậy. Bạn là người ghét bị lừa dối. Việc đôi bên chưa thực sự hiểu nhau hoặc còn giấu giếm nhau điều gì có thể khiến hai người cảm thấy buồn bã hoặc thất vọng. Vậy nhưng đó không phải là lý do khiến bạn giữ mọi việc trong lòng, không chịu chia sẻ. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm gặp nhiều vấn đề đau đầu. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, vợ chồng chưa thực sự hiểu nhau, cần trò chuyện nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa, chú ý lời ăn tiếng nói của bản thân, chú ý kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi nên ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc, có thể kiếm được một khoản kha khá dựa vào vận may. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng
Đầu tuần người tuổi Dần phải đối diện với nhiều điều xui xẻo không mong muốn trong sự nghiệp do có thương quan và tỷ kiên gây họa. Bạn dễ có những ý kiến bất đồng với cấp trên hoặc mâu thuẫn với đồng nghiệp, không ai chịu lùi bước nên khó có thể đi đến quyết định thống nhất. Hãy cố gắng khắc phục tính nóng này cũng như cố chấp của mình, có như vậy thì bạn mới có thể hoàn thành công việc một cách trôi chảy. Cuối tuần, sự nghiệp của bạn có tiến triển tốt đẹp hơn, có thể ý kiến đóng góp của bạn đã nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Cơ hội kiếm tiền của bạn chỉ đến vào đầu tuần, vì vậy, nếu thấy có cơ hội xuất hiện ở trước mắt và tự tin vào năng lực của bản thân thì bạn cần chủ động nắm bắt, nếu không cơ hội sẽ trôi qua một cách nhanh chóng. Còn nếu chưa đủ tự tin hoặc tiềm lực, bạn cần bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Tuy nhiên, nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp vào thời điểm đầu và cuối tuần, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy, làm việc cần để ý trước sau, tránh đắc tội với người khác. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa, không nên mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ, không nên cứng đầu, khăng khăng với quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc, chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn để đầu tư, kinh doanh. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim, cởi mở hơn, nhận lấy sự quan tâm của người khác. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Tiếp nối tử vi tuần trước, sự nghiệp của người tuổi Mão trong tuần này có thăng và cũng có trầm. Đầu tuần, bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là họa quan trường nếu không có cách ứng xử đúng đắn trong mọi việc. Tuy nhiên, đến cuối tuần, bạn có cơ hội minh oan cho bản thân, thậm chí là tạo lập vị thế bản thân, khiến những người coi thường bạn phải nhìn bạn bằng con mắt khác. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Tình hình tài chính của bản mệnh không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Thực thần xuất hiện vào thời điểm đầu tuần cho thấy, người làm nghề tự do có thể kiếm được một vài công việc khá ổn. Tuy nhiên, những công việc này cũng không đem lại cho bạn những khoản thu khả quan cho lắm. Thời gian giữa tuần, các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi vì những quan điểm khác biệt, do vậy mà mối quan hệ cũng có vẻ dần trở nên lạnh nhạt. Dù ai là người đúng người sai, bạn cũng không nên quá sĩ diện, nếu có thể thì hãy chủ động làm hòa với người ấy, để tình cảm đôi bên lại hài hòa như xưa. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy, không nên suy nghĩ bi quan, hãy mở rộng lòng mình hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa, vợ chồng mâu thuẫn trong các việc gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ, dễ vướng phải mâu thuẫn, thậm chí gặp họa quan trường. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc, nắm bắt cơ hội để thể hiện thế mạnh bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim, mọi công sức bỏ ra đều không hề uổng phí. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn gặp phải khá nhiều rắc rối trong công việc và những rắc rối này trải dài từ đầu tuần đến cuối tuần chứ không tập trung riêng vào thời điểm nào. Thiên quan và thương quan cho thấy bạn chủ yếu vướng mâu thuẫn với người làm lãnh đạo và điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến việc phát triển sự nghiệp trong tương lai. Ngược lại, người làm đầu tư, kinh doanh hoặc người làm nghề tự do lại có nhiều cơ hội phát triển hứa hẹn đặt ra trước mắt. Chính tài và thực thần chính là dấu hiệu minh chứng cho điều đó. Bản mệnh có thể thu được một khoản lợi nhuận hoặc tiền lương đến từ những mối làm ăn, hợp tác từ trước đó. Điều này đem lại động lực lớn lao cho bạn. Tình cảm của bản mệnh lên xuống khá thất thường. Đôi bên có nhiều khoảng thời gian chiến tranh lạnh hơn là hòa hảo. Thời điểm này, bạn lại càng không nên bỏ lơ người ấy, tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện phá hoại hạnh phúc gia đình. Dù giận nhau đến đâu, hai người cũng vẫn phải quan tâm đến nhau. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa,
dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tìm được những cơ hội việc làm hứa hẹn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nhận được lợi nhuận do đầu tư, kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vợ chồng dễ vướng vào chiến tranh lạnh nên quan tâm tới nhau hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cởi mở hơn với những người chân thành với mình. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ phải nói rằng khá ảm đạm trong suốt tuần này. Người đã có đôi có cặp thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia, thậm chí hai người còn có khả năng sẽ tranh cãi lớn, khiến mối quan hệ có nguy cơ rạn vỡ. Người độc thân có vẻ khá xa cách với những đối tượng chủ động tiếp cận. Bạn không muốn mở lòng với người khác có thể là vì những vết thương quá khứ vẫn còn chưa lành lặn. Tuy nhiên, hãy cố gắng để người khác có cơ hội được quan tâm đến mình nhé. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh gặp nhiều rắc rối trốn quan trường và có thể những điều ấy chưa thể giải quyết xong ngay được trong một vài ngày. Trên phương diện tài lộc, người làm ăn kiếm được những khoản kha khá vào thời điểm đầu tuần, tuy nhiên, bạn không nên quá tham lam kẻo mang lại rắc rối cho chính bản thân. Thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, không nên quá tham lam, tự đâm đầu vào rắc rối. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, gặp phải nhiều rắc rối khó có thể giải quyết ngay được. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, vợ chồng không hòa thuận, thậm chí khiến tranh cãi lớn nổ ra. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, không nên tự khép mình, hãy cho người khác cơ hội quan tâm đến bạn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ dù là con giáp thông minh nhưng không gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp tuần này. Thương quan và tỷ kiên cho thấy bản mệnh dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp do bản tính kiêu ngạo, hiếu thắng, luôn tự cho mình là nhất. Người phải thi cử, ứng tuyển cũng không gặp được nhiều điều như ý. Vì vậy, nếu đang đứng trước bất cứ cuộc thi nào, bạn cũng cần phải bình tĩnh tự tin, đồng thời ôn luyện cẩn thận, chớ nên chủ quan, kẻo kết quả sẽ không thể nào đạt được như kỳ vọng. Đường tài lộc của bản mệnh thì lại khá ổn định. Dù các mối làm ăn không đến với bạn một cách nhanh chóng và dồn dập, nhưng lúc nào bạn cũng có công việc để thực hiện. Bạn có thể trở thành người giàu có nếu biết đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Bạn phải tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, làm việc cẩn thận nếu không muốn vướng vào rắc rối lớn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, kiêu ngạo, hiếu thắng, thường coi thường người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tài lộc ổn định, có cách chi tiêu và tích lũy hợp lý. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, thu hút được ánh mắt của nhiều đối tượng khác giới. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, việc thi cử không đạt được nhiều thuận lợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Trên thực tế, người tuổi Mùi sẽ phải làm việc khá vất vả trong thời điểm này. Thiên quan và thương quan cho thấy có thể đang có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, khiến công việc của bạn vướng phải nhiều rắc rối. Bên cạnh việc hướng tới đích đến, bạn cũng nên chú ý đến xung quanh, xem ai là người đáng tin cậy và ai thì không. Tình hình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu phát triển do có chính tài và thiên tài chiếu mệnh. Bạn có thể được nhận một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động hoặc kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ may mắn. Tuy nhiên,
Bạn cần coi số tiền này là động lực để cố gắng hơn trong tương lai, chứ không phải dựa dẫm vào đó mà thành ra lơ là, lười biếng. Sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Chuyện tình cảm của tuổi Mùi nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Đôi bên có thể mâu thuẫn với nhau về một vài vấn đề xảy ra trong gia đình. Vợ chồng muốn dài lâu thì không nên chấp nhặt khuyết điểm hoặc lỗi sai của đối phương mà nên bao dung, tha thứ cho người ấy nhiều hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không nên nóng nảy, tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chú ý kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây cản trở công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, không làm việc quá sức. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, phát tài nhờ vận may, song không nên dựa dẫm hoàn toàn vào đó. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Vận trình tình cảm của người tuổi Thân càng về cuối tuần càng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Có thể các cặp đôi đã dần khắc phục được những bất đồng trước đó và ngày càng thêm yêu thương, trân trọng nhau nhiều hơn. Bạn biết rằng điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của mình là gì? Nếu còn độc thân, về cuối tuần, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn đến từ những người bạn khác giới. Vì vậy, bạn có thể cởi mở hơn trong các mối quan hệ, chớ nên sống khép mình trong thế giới riêng. Có thể bạn sẽ tìm được người thích hợp ngay trong tuần này đấy. Công việc của người tuổi Thân lại không được thuận lợi như vậy. Tuần này, dù cố gắng đến mấy, bạn cũng khó tìm được cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Tuy nhiên, bạn không nên lấy đó làm thất vọng, hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tương lai, rồi bạn sẽ lọt vào mắt xanh của lãnh đạo hoặc quý nhân. Sao Thiên Đức cùng với chính tài và thực thần phù trợ khiến cuối tuần là thời điểm thời cơ làm ăn đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, làm việc chăm chỉ nhưng sự cố gắng khó được ghi nhận. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, không nên nản chí, hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nhiều cơ hội làm ăn đến vào thời điểm cuối tuần. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, chuyện tình duyên có điểm sáng, có thể tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng hòa hợp, cùng nhau khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Đầu tuần, người tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi nhờ có chính ấn và thiên ấn nâng đỡ. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Song bạn chớ nên lấy đó làm cái cớ để kiêu ngạo, khiến kẻ xấu thấy chướng tai gai mắt, tìm cơ hội để hạ bệ bạn. Việc làm ăn của bản mệnh tiến triển khá tốt do có chính tài và thiên tài chiếu mệnh. Bạn có thể được thưởng cho những gì đã cống hiến vì tập thể hoặc được thừa kế một khoản kha khá do người đi trước để lại. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa chứ đừng nên thỏa mãn hoặc vội nghĩ đến việc tận hưởng. Bên cạnh đó, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Chuyện tình cảm của con giáp này khởi sắc vào cuối tuần. Bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng, vì thế hãy nhớ mở lòng mình, cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dù hai người có không đến với nhau đi chăng nữa, thì vẫn có thể làm bạn mà. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có thể được hưởng thừa kế do người đi trước để lại. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên kiêu ngạo dù đạt được thành tích cao. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nên chú ý đến tình hình sức khỏe của chính mình và người thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video.
Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có thể khẳng định bản thân nhờ một cơ hội nhỏ do chính quan mang lại, nhưng trên thực tế, tuần này bạn sẽ gặp phải nhiều rắc rối hơn là thuận lợi. Thiên quan và thương quan khuyên bạn không nên đối đầu trực diện với cấp trên. Dù có điều bất đồng hoặc bức xúc, bạn cũng cần trình bày rõ ràng và bình tĩnh. Tuy vậy, sao tử vi vẫn mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Người làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội kiếm lộc khá tốt vào thời điểm đầu tuần. Bạn hãy nắm bắt cơ hội này để làm giàu cho bản thân cũng như cho người khác, bởi đến cuối tuần, bạn sẽ không gặp được nhiều thuận lợi như vậy nữa đâu. Tình cảm của bản mệnh cũng gặp phải khá nhiều trắc trở. Nếu vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, bạn cần xác định nguyên nhân nằm ở đâu để có phương án sửa chữa và khắc phục ngay. Nếu không, những lỗi lầm ấy sẽ ngày một lớn hơn và trở thành vực sâu ngăn cách hai người. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, không nên bi quan trong hiện tại mà hãy suy nghĩ lạc quan hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không nên đối đầu trực diện với cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, việc làm ăn diễn ra khá thuận lợi vào thời điểm đầu tuần. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, không nên bỏ mặc những mâu thuẫn đang tồn tại giữa hai người. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, quan tâm hơn đến gia đình, mở lòng với người khác. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình tình cảm của người tuổi Hợi không có nhiều điểm sáng, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần và cuối tuần. Có thể bạn vẫn chưa thể tìm được một đối tượng phù hợp với lý tưởng của mình. Tuy nhiên, lý do có thể là vì tiêu chuẩn bạn đặt ra đang cao quá đấy. Hãy xem xét và cân nhắc lại nhé. Trong sự nghiệp, do có tỷ kiên và kiếp tài gây rối, bản mệnh có thể gặp phải một vài rắc rối vào đầu tuần, nhưng sau đó, nhờ có thiên ấn và chính ấn nâng đỡ, bạn sẽ chứng minh được sự trong sạch của bản thân, đồng thời lấy lại được niềm tin của mọi người. Việc làm ăn diễn ra không quá thuận lợi trong tuần này, nếu có cơ hội đến với bạn thì đó cũng chỉ là những mối làm ăn nhỏ chứ không phải những mối làm ăn lớn, có nhiều triển vọng. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, chưa tìm được đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn vì quan điểm trái ngược. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, khó khăn cũng chính là cơ hội để thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, công việc dần có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm giữa tuần. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, chi tiêu có chừng mực, không hoang phí vì những mục đích không cần thiết. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần mới của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón một tuần mới nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.